Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Trainer của Phụ kiện Samsung. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc ốp lưng chính hãng của Samsung. Đó chính là chiếc ốp lưng silicon cover, một chiếc ốp lưng bảo vệ vô cùng tốt cho chiếc điện thoại Samsung Galaxy S8, S8 Plus của các bạn. Trên tay mình đây là chiếc ốp lưng silicon cover dùng cho Samsung Galaxy S8, một chiếc ốp lưng với được làm từ chất liệu silicon. Theo mình thấy thì chiếc ốp lưng này thì được làm từ chất liệu silicon và cả bằng nhựa polycarbonate ở mặt trong. Đấy. Thì đối với nhựa polycarbonate này sẽ giữ cố định cái điện thoại của các bạn rất là tốt, còn phần silicon thì nó sẽ giúp bảo vệ chống sốc cho chiếc điện thoại của các bạn. Mặt trên của chiếc ốp lưng này thì được bo kín toàn bộ mặt trên và hai cạnh. Phần mặt dưới thì được khoét lỗ hở để các bạn có thể cắm sạc hoặc là cổng chân cắm tai nghe. Mình sẽ lắp thử chiếc điện thoại này Galaxy S8 này vào chiếc ốp lưng silicon cover chính hãng này. Khi mà các bạn lắp chiếc điện thoại vào ốp lưng silicon này thì cho cảm giác cầm rất là chắc chắn. Mặt sau của chiếc ốp lưng thì cho cảm giác rất là mịn, các bạn cầm lên tay sẽ rất là thích tay, rất là mịn ạ. Logo Samsung ở mặt sau thì các bạn có thể thấy ạ. Phần lỗ khoét camera và cảm biến vân tay được thiết kế rất là chính xác cho các bạn thao tác sử dụng cảm biến vân tay rất là dễ dàng. Sản phẩm không quá dày cho nên các bạn cầm khi các bạn lắp vào thì các bạn cầm rất là chắc tay. Toàn bộ phần mặt trên và phần hai phần bên cạnh thì đều được thiết kế kín toàn bộ giúp bảo vệ toàn bộ phần viền. Phần mặt dưới thì được khoét lỗ để các bạn có thể sử dụng dễ dàng chân sạc, cắm tai nghe và loa ngoài. Toàn bộ các phím bấm như là tăng giảm âm lượng, trợ lý ảo BC hoặc là phím bấm nguồn được thiết kế bấm khá là chính xác, cho cảm giác bấm rất là nhẹ. Một điểm đặc biệt đấy là khi mà lắp chiếc ốp lưng này vào thì nó sẽ không tới miếng dán màn hình của các bạn. Nó sẽ tránh tình trạng là khi các bạn lắp ốp lưng vào thì nó sẽ đẩy cái miếng dán màn hình lên, gây ra tình trạng bong chóc miếng dán màn hình. Một tình trạng rất nhiều người gặp phải khi mua sử dụng ốp lưng Samsung Galaxy S8. Đối với mọi người thì cũng có thể là mọi người sẽ đặt ra câu hỏi là khi sử dụng một chiếc ốp lưng silicon nó có vẻ dày như thế này thì nó có tương thích với sạc không dây hay không. Thì đây mình sẽ thử luôn chiếc điện thoại của mình đã lắp chiếc ốp lưng silicon cover. Bây giờ mình sẽ đặt lên chiếc sạc không dây xem nó có nhận hay không ạ. Các bạn thấy đối với chiếc ốp lưng này thì nó vẫn nhận sạc không dây bình thường, để các bạn hoàn toàn yên tâm. Nó vẫn tương thích với sạc không dây, không có bất kỳ một cản trở nào khi bạn sử dụng sạc không dây. Sản phẩm thì có rất là nhiều màu. Thì hiện tại shop phụ kiện Samsung của chúng tôi thì đang có màu cho Galaxy S8 thì đang có màu đen, màu tím, màu xanh nõn chuối, màu hồng và màu trắng. Thì mặt trong của ốp lưng thì được thiết kế bằng chất liệu nỉ giúp bảo vệ tránh xước cho cái phần lưng của điện thoại của các bạn. Bên trong là dòng chữ Samsung Galaxy S8 và dòng chữ Mi Việt Nam, sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam. Để các bạn có thể thấy là chất liệu nỉ giúp chống chảy xước cho cái mặt lưng của điện thoại của các bạn rất là tốt. Trên tay mình đây là chiếc sản phẩm màu xanh non chuối, màu xanh xanh vàng ạ, màu vàng chanh nhá, khá là đẹp ạ. Còn đây là chiếc ốp lưng màu hồng, rất phù hợp với các bạn gái, màu hồng nam tính ạ. Ở đây là chiếc ốp lưng màu trắng. Màu trắng thì có vẻ sau một quá trình sử dụng thì có thể nó sẽ bị bẩn hoặc là ố bẩn, nó sẽ dễ bẩn hơn các màu khác. Thường thì nam thì các bạn hay chọn màu đen, nhìn nó đẹp hơn, sang trọng hơn.
Còn nữ thì các bạn hay chọn màu hồng. Màu hồng rất là cá tính, năng động. Và các bạn khi các bạn cầm vào chiếc ốc lưng này sẽ thấy cảm giác cầm của nó rất là khác so với các bạn khi mà các bạn lắp chiếc ốp lưng của các thương hiệu khác. Vì những cái sản phẩm của Samsung họ gia công thì thường là có cái chất lượng rất là tốt. Và cái chiếc ốp lưng này là chiếc ốp lưng chính hãng của Samsung các bạn nhé. Đây là chiếc ốp lưng silicone chính hãng của Samsung, do chính Samsung thiết kế và sản xuất. Để mua chiếc ốp lưng này thì các bạn có thể liên hệ đến số hotline của chúng tôi 012 99 95 95 95 để đặt hàng. Và các bạn có thể truy cập thẳng vào website phụ kiện samsung.com của chúng tôi để đặt hàng. Đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của chúng tôi. Hãy để lại comment nếu các bạn muốn mua hàng trực tiếp trên YouTube. Xin cảm ơn các bạn.